Thế thì hôm nay tôi sẽ trình bày về xử trí cấp cứu rối loạn nhịp tim, không nhằm đi lại chi tiết về xử trí, chẩn đoán và xử trí các rối loạn nhịp tim riêng rẽ như trong cái bài giảng khác, mà chủ yếu nhìn nhận từ góc độ một cái bác sĩ cấp cứu tim mạch khi gặp phải bệnh nhân rối loạn nhịp tim chúng ta sẽ làm gì. Thì như chúng ta đã biết thì rối loạn nhịp tim là vấn đề khá phức tạp và hóc búa trong thực hành tim mạch, là cấp cứu tim mạch thường gặp. Đúng là thường gặp thật, là một trong những nguyên nhân quan trọng gây tử vong tim mạch. Ý là gì ạ? Là rối loạn nhịp rồi không kiểm soát được và tử vong, chứ không phải là trong cái định nghĩa về đột tử. Gần đây có một dòng rất hay là đột tử là cái chết xuất hiện trong vòng 1 giờ, tuy nhiên không hay ho gì, nhưng mà vấn đề rõ rệt kèm theo có bệnh lý tim mạch thực tổn bẩm sinh hoặc mắc phải có thể gây chết, hoặc là giải phẫu tử thi không thấy bất thường gì. Đấy, người ta chết đột ngột, giải phẫu tử thi thì chúng ta biết giải phẫu tử thi rồi chứ, tức là mổ hết ra, thậm chí thái lát hết ra tất cả mọi thứ, không tìm thấy bất kỳ một nguyên nhân tiên phát nào, nhưng mà bệnh nhân chết vì cái gì? Loạn nhịp. Đấy, loạn nhịp thường rung thất, à, chết thế là chết một cách là trong trẻo, không có tì vết gì về thực tổn, thì đấy chính là chết do loạn nhịp. Thế thì vấn đề chỗ là rối loạn nhịp tim được coi là cấp cứu khi nào, thì có hai vấn đề quan trọng. Một là bệnh nhân không ổn định, unstable patient. Thứ hai là điện tâm đồ nguy cơ cao. Tuy nhiên là chúng ta phải cân nhắc về bệnh nhân trước, điện tâm đồ sau. Có những điện tâm đồ nguy cơ rất cao nhưng mà huyết động không bị làm sao cả, ở nhất là một cái giai đoạn nhất định. Có những bệnh nhân thì rất bất ổn nhưng điện đồ trông lại rất hiền lành, cho chúng ta phải căn cứ vào tình trạng bệnh nhân trước. Không ổn định đây có nghĩa là về mặt huyết động không ổn định, chứ còn về mặt tài chính bất ổn thì đấy việc khác, và sau đó cân nhắc điện tâm đồ. Nếu cả hai thì càng tính cấp thiết về cấp cứu sẽ càng cao hơn. Bệnh nhân không ổn định là gì? Là khi bệnh nhân đến với chúng ta hoặc chúng ta gặp bệnh nhân đang có rối loạn nhịp tim gây huyết động không ổn định. Thế nào là huyết động không ổn định? Là huyết áp tụt, huyết áp tâm thu dưới 90 miết thủy ngân. Chúng ta cũng có một số định nghĩa khác nữa, nhưng mà trong trường hợp này rất nhanh đạt đưa ra cái mốc tham chiếu để xử trí. Và đương nhiên huyết áp này phải kèm theo tần số tim trên 150 chu kỳ phút hoặc 4 dưới 40 chu kỳ phút. Nếu tần số tim trong quãng từ 40 đến 150 thì ta hãy tìm nguyên nhân tụt huyết áp khác, như là một sốc phản vệ đó, hay là một cái trường hợp sốc mất dịch mất nước gì đó. Còn tiên phát là gì? Là tình trạng huyết áp tâm thu giảm kèm theo nhịp tim tham chiếu nhanh hơn 150 và thấp hơn 40 chu kỳ phút, thì tìm nguyên nhân xem nó có phải rối loạn nhịp gây ảnh huyết động hay không. Và nhất là huyết áp tâm thu giảm kèm theo các dấu hiệu rối loạn ý thức, nghĩa là gì? Là thiếu máu não này, có thể là cơn ngất nữa, sốc này, đau ngực tiến triển và suy tim. Đó là ý thứ nhất. Trường thứ hai nữa là có tiền sử gần đây ngừng tim được cứu sống. Đấy, có thể bệnh nhân đến với chúng ta hoàn toàn bình thường nhưng ngày hôm qua vừa bị ngừng tim được cứu sống mà chúng ta chưa tìm được nguyên nhân có thể vãn hồi được, chúng ta chưa xử trí được nguyên nhân dẫn tới cái tình trạng đó, thì chúng ta vẫn coi bệnh nhân như một cấp cứu bởi vì bệnh nhân có thể ngừng tim lại. Thứ hai là gốc, đúng không ạ? Gốc như thế cấp 3 vào viện huyết áp 110-70, tần số tim khoảng 30 chu kỳ phút, điểm đồ là block như thế cấp 3, thì có đặt tạm thời không, trong đêm không? Có thể đặt nếu như mà diện trước khi đến viện bệnh nhân đã ngất. Ngất có nghĩa là mất huyết động từ lúc, chúng ta cũng phải là coi như một cấp cứu tim mạch. Đấy, trên nửa đêm chúng ta xin ý kiến thầy cho xem bệnh nhân block như thế cấp 3, tần số tim bây giờ 35 chu kỳ phút, bệnh nhân vẫn tỉnh, huyết áp tốt, có đặt tạm nhịp không hả thầy? Bệnh nhân ngất lúc nào, vào chiều nay trước khi vào viện bị ngất thì chúng ta phải đặt, bởi vì trong đêm có thể ngất lại. Nhưng ngược lại, một ca mà rung nhĩ chậm, bọn em sợ là có thể do dùng thuốc chống loạn nhịp nhiều quá, coron kết hợp với chuyện beta giao cảm, bây giờ tần số tim dao động từ khoảng 28 tới 32 chu kỳ phút và bệnh nhân chưa có triệu chứng gì, có thể chúng ta chờ đến ngày hôm sau chúng ta xử trí cũng được. Đấy, chỉ mắc mời tôi theo dõi thôi nếu mà mọi việc ổn đó. Đầu tiên sử gần đây là bệnh nhân đánh trống ngực kèm theo triệu chứng nặng, và bệnh nhân có thể không có điện tâm đồ đã được ghi nhận lại, nhưng mô tả là thưa bác sĩ tôi vào viện mấy lần cứ lên cơn trống ngực xong là tụt huyết áp, có lúc không biết gì, thì đấy cũng là tình trạng không ổn định. Thì một trận bệnh nhân này ngất thật, đúng không ạ? Đây là một cái hoàng gia đứng gác xong bị ngất, cho nên người ta cũng, bệnh nhân này cuối cùng thì cũng không biết rõ là ngất do loạn nhịp tim hay do bị tụt huyết áp tư thế. Nhưng mà đây rõ ràng là một cái trường hợp ngất xỉu mà trên truyền thông nó đi đã đưa tin rất là nhiều, đúng không ạ? Rồi thời kỳ phục hưng cũng nhiều trường hợp là ngất đấy, ngất nhưng mà ngất này là sao? Tay chân vẫn uốn lượn được, rồi mặt mũi vẫn nhăn nhó, có nghĩa là gì? Nó thiểu thiểu, nó khác ngất, hai cái vấn đề khác nhau. Bệnh nhân không ổn định nữa là triệu chứng tiến triển nhanh từ lúc loạn nhịp, rối loạn huyết động ngay hoặc sau thời gian rất ngắn khi xuất hiện rối loạn nhịp. Đây là điểm quan trọng khi chúng ta cần phải đánh giá một bệnh nhân loạn nhịp đó. Một bệnh nhân tim nhanh thất 240 chu kỳ phút
chuyển từ bệnh viện tỉnh lên đây chúng ta thăm dò điện sinh lý, không gây cơn, không đốt được. Đấy, xử trí tiếp theo là gì? Bởi vì gây cơn được thì có thể đốt được hoặc không, nhưng không gây cơn là chịu rồi. Hoặc có trường hợp là gây cơn nhanh thấp trên bàn thăm dò thủ thuật, nhưng kỹ thuật không cho phép chúng ta đốt. Đấy, thế làm thế nào? Bệnh nhân sẽ dùng thuốc trước hay là cái ICD? Thì người ta sẽ hỏi tiếp là gì ạ? Anh kể lại tôi nghe cái cơn nhịp nhanh như thế nào. Bệnh nhân kể lại là: thưa bác sĩ, là tôi lên cơn một cái là không biết gì, đúng không? Vào đến viện là không biết gì, người ta sốc, người ta đặt ống nội khí quản, tôi không hề biết gì nữa. Thời gian từ lúc mà lên cơn đến lúc mà không biết gì là bao nhiêu? Khoảng 5 phút. Thì sao? Bệnh nhân này là xứng đáng nhận cái ICD, đúng không? ICD, bởi vì không có cửa cho họ nhiều, lên đang đi trên yên tử mà lên cơn nhịp nhanh là chết rồi. Đấy. Nhưng ngược lại có bệnh nhân khác là gì? Không có huyết động ngay. Tôi lên cơn hồi bệnh chống ngực từ sáng đến chiều vào bệnh viện tỉnh Yên Bái được các bác sĩ sốc điện, sao chuyển về đây gặp bác, thì nói chuyện câu chuyện có thể khác. Nếu chúng ta không đốt điện được, chúng ta kiên nhẫn dùng thuốc một thời gian đấy, biết đâu nó lại giảm được các cơn nhịp nhanh, hoặc cơn nhịp nhanh trên nền thuốc xuất hiện nó không nhanh như trước nữa, 240 không còn nữa, đây còn 180 chuyển phút, do thuốc bản thân nó làm chậm cái chủ nhịp thất đi, bệnh nhân huyết động còn vững được thì có thể dùng nạp tốt và có thể chúng ta tiếp tục tính toán tiếp đó. Với những rối loạn mới xuất hiện mà diễn biến nặng, thấy bệnh nhân bảo từ trước giờ tôi không sao, khoảng 2 tuần nay là bắt đầu lên cơn đánh trống ngực đấy, và suýt choáng suýt xỉu mấy lần, thì rõ ràng là nó sẽ tính cấp thiết phải cấp cứu, nó sẽ nhiều hơn một bệnh nhân mà tôi bị ngoại tâm thu thất này, bác sĩ biết 10 năm này đấy, 10 năm nay hôm nay tôi đi đau bụng vào viện, không biết tại sao bác sĩ lại hốt hoảng chuyển lên viện tim mạch đấy, một cơn một ngoại tâm thu thất khởi phát được ra thất phải, bị 10 năm thì đâu có vội gì, nhiều trường hợp chúng ta hơi vội vàng đúng không? Thu thất phúc bộ QRS dương ở D2 D3 AVF giảm block nhanh trái hoàn toàn, có nghĩa xuất hiện từ thất phải và vùng cao thất phải, tức là đường ra thất phải. Thế vào viện là tiêm bolus lidocaine rồi truyền tĩnh mạch lidocaine, giúp được gì đâu, đúng không? Không giúp được gì mấy, mà chỉ đặt bệnh nhân vào một nguy cơ bị ngộ độc lidocaine rất cao. Đấy, ta biết như vậy, tất cả mọi thứ đều phải tính toán. Cái này cũng quan trọng, điện tâm đồ nguy cơ cao có nghĩa là nhịp quá nhanh hoặc quá chậm. Đương nhiên nhanh vừa thì không hiểm bằng quá nhanh, chậm vừa không nguy hiểm mà quá chậm. Rối loạn nhịp bản chất là thấp, ngược lại có những dấu hiệu cảnh báo, dấu hiệu tồn dư vân vân. Đấy, đây là một cái cơn nhịp nhanh mà trong 50 chu kỳ phút bản chất là QRS giãn rộng, là tim nhanh thấp, đúng không? Xin lỗi, là cái độ phân giải này không bằng tốt bằng chiếu trực tiếp được. Thì nó sẽ không thể nguy hiểm bằng là quá nhanh 300 chu kỳ phút. Đấy, hai bệnh nhân nhập viện cùng một thời điểm đều là cơn nhịp nhanh thấp. Đấy, thì ta phải tập trung cái ca này trước, đúng không? Nếu như huyết động hai bên còn đều ngang ngang nhau thì phải tập trung cấp cứu ca này trước, vì ca này sẽ sử dụng huyết động nhanh hơn. Đấy. Rồi cũng 150 chu kỳ phút, bản chất là nhịp xoang thì lành, ai mà chẳng có lúc nhịp xoang 150 chu kỳ phút, đúng không ạ? Đấy. Nó lành hơn là một cơn nhịp nhanh kỳ phát trên thất mà không có P xoang đi trước, có P phẩy đi ngay đằng sau. Đây chính là một cái, có thể là một cái bảo lại nút như thất. Đấy. Thì cơn này nó sẽ nguy hiểm huyết động hơn là cái cơn nhịp xoang nhanh đó. Đấy. Và đương nhiên cũng 150 chu kỳ phút nhưng mà tim nhanh thất thì dễ gây huyết động rối loạn hơn là cơn nhịp nhanh trên thất. Đấy, thì tôi phân tầng nguy cơ như vậy. Rồi cũng là một ngoại tâm thu thất nhưng mà nó đơn giản. Đấy, đây chính là điển hình của ngoại tâm thu thất khởi phát được ra thất phải. Các bạn đồng nghiệp có nhìn thấy là gì? Ở V6, V5 có dạng block nhánh trái hoàn toàn, có nghĩa là ngoại tâm thu này khởi phát từ thất gì? Thất phải. Thứ hai nữa là phúc bộ QRS dương ở D2, D3, AVF. Thì sao? Chứng tỏ là cái vector khử cực của tâm thất này nó lao từ trên đầu xuống chân thì nó mới dương ở D2, D3, AVF. Mà vùng trên đầu xuống chân có nghĩa là khởi phát từ vùng nào của thất phải? Vùng dưới van động mạch phổi, vùng cao là gọi là đường ra thất phải. Thế nên một cái ổ loạn nhịp rất là lành tính, chưa gây đột tử bao giờ, trừ một vài ngoại lệ thì tôi sẽ nói. Đấy, và giờ chúng ta cứ bình thản thôi, đúng không ạ? Đấy, nhầm nhiều trường hợp là diện đo huyết áp thì máy đo huyết áp nó chỉ nhận cảm được cái pulse này và cái pulse này, còn ngoại tâm thu thất là không bắt được huyết áp. Thế là diện đã mệt rồi, đo huyết áp lại chỉ có nhịp tim chỉ còn có 40 chu kỳ phút thì bệnh nhân phát hoảng lên. Đấy, thế đi cấp cứu. Thế chúng ta đến, chúng ta lại hoảng theo bệnh nhân. Thế chúng ta cho lidocaine 80 g bolus tĩnh mạch, xong bệnh nhân tê hết mồm, tê hết mũi, đúng không ạ? Loạng choạng, xong chúng ta lại bolus truyền 2 mg một giờ, 3-4 ngày hôm sau thì sao? Hỏng hết cả gan bệnh nhân đi, ăn thua gì đâu, đúng không ạ? Cho trường hợp này chúng ta cứ bình tĩnh, không vội vàng gì hết. Đấy. Nhưng chúng ta phải biết là cái này là bình tĩnh được. Còn có những cơn nhịp nhanh thất ngoại thu khác mà nó sắp dùng thuốc lên nơi mà chúng ta cứ bình tĩnh thì sao? Đấy cũng không được. Đấy. Rồi cũng ngoại thu thất mà diện nó đa dạng thì đương nhiên sẽ nguy hiểm và đơn giản. Đây là ngoại tâm thu thất mà trên nền một cái QT dài, cái này thì khả năng rung thất là rất cao. Đấy, trường hợp này chúng ta lại phải hết sức là cấp thiết, phải mắc monitor theo dõi sát sao, thậm chí là dùng thuốc tĩnh mạch. Trong trường hợp lidocaine có thể được,
Có dùng cortisone ca này được không? Không nên đúng không? QT dài không nên. Có thể là lại dội thêm dầu vào lửa đó, không nên. Để chúng ta cân nhắc. Thông thường là QT là gì ạ? Gần 600 mili giây với cái tần số tim này thì QT hiệu chỉnh nó rất nhanh. Đấy, cho nên chúng ta hết sức lưu ý như vậy. Và tất nhiên là gì ạ? Một nhịp nhanh thấp mà thành cơn tim nhanh thấp đa dạng thì nó sẽ nguy hiểm hơn nữa. Đấy, tức là tầng nguy cơ nó cứ tăng dần lên. Đơn dạng ngoại âm thu thì không nguy hiểm bằng đa dạng ngoại âm thu. Rồi đơn dạng của ngoại âm thu thì không thể bằng là tim nhanh thấp thực sự. Đấy. Rồi là gì ạ? Xoắn đỉnh thì nguy hiểm hơn nữa. Đấy, xoắn đỉnh thì có thể mất huyết động trong vòng vài phút. Tuy nhiên là xoắn đỉnh thì tim vẫn còn có bóp đồng bộ, nhưng đến diện rung thấp thì tim đứng yên. Đấy, các bạn thấy thỉnh thoảng mà làm tim mạch can thiệp bị rung thấp, chiếu X quang là tim đứng yên hoàn toàn. Còn mỗi tâm nhĩ bóp và tâm thất đứng yên hoàn toàn. Lúc này tâm nhĩ vẫn có thể là vẫn nhiều sao, vẫn bóp thoi thóp, thì tâm thất hoàn toàn đứng yên. Trong khi đó nếu gì ạ? Nếu chúng ta có dịp hiếm lắm, nếu có gì ạ? Một bệnh nhân xoắn đỉnh mà chúng ta vẫn soi X quang thấy gì? Thất vẫn đập. Đấy. Khác biệt giữa xoắn đỉnh và thất điểm đồ có thể nhiều lúc rất khó phân biệt, nhưng về bản chất thì tâm thất vẫn còn bóp đồng bộ trong xoắn đỉnh nhưng mà hoàn toàn không bóp trong rung thất, đứng yên một chỗ. Đấy. Bản chất là khác nhau, vì rung thất lúc đó là toàn bộ tâm thất là hỗn loạn về điện học, không còn đồng bộ. Trong cái xoắn đỉnh thì vẫn còn một ổ chủ nhịp chỉ huy chính, mặc dù chỉ đấy diện nó di chuyển trong tâm thất, nó tạo ra các cái QDS về trục rất là khác nhau. Một nào vài nét về nhịp chậm thì chúng ta cũng ước lượng một bệnh nhân nhịp chậm, nếu chậm ít mà QDS thanh mảnh, trong trường này block chúng ta cấp 2, nhịp thất khoảng 40 chu kỳ đến phút, 35 37 chu kỳ đến phút, QDS thanh mảnh thì về nguyên tắc là gì, huyết động ít ảnh hưởng, như là một trường hợp diện chậm nhiều hơn, tần số thấp còn khoảng 30 chu kỳ phút và QDS giãn rộng, bản chất nó chủ nhịp thấp hơn. Và chủ nhịp càng thấp thì sao? Càng mong manh, càng dễ bị tổn thương. Trường này ví dụ chúng ta đặt máy tạo nhịp tạm thời thì sao? Trước khi đặt máy tạo nhịp tạm thời có thể tiêm, về nguyên tắc có thể hủy phế vị một tí xíu và cẩn thận lúc gây tê, bởi vì thực ra nếu lúc gây tê mà ổ chủ nhịp này là tâm thất thì sao? Các bạn tê luôn cả chủ nhịp, có thể vô tâm thu, nên cẩn thận. Đặc biệt đấy, chúng ta chuẩn bị sẵn sàng để cho, bởi vì lúc nào đặt máy tạo nhịp tạm thời cũng thuận lợi đâu, đúng không ạ? Chậm được tính mạch dưới đòn, người làm quen thì chỉ có một phút là xong, nhưng người làm ít thì cũng phải ấn ngược ấn xuôi thì đo đạc rồi ước lượng mãi mới trong được, đúng không ạ? Thì lúc đấy mà thuốc tê nó ngấm vào nó được mỗi chủ nhịp thoi thóp này, xong rồi lại xóa nó cái chủ nhịp, với cái này thấp mà thì có thể vô tâm thu. Và trong trường lúc ấy các bạn ngay lập tức là phải dùng, có thể kể cả dùng adrenaline truyền tĩnh mạch để nâng cái chủ nhịp lên để có huyết động cái đó. Còn một số trung tâm người ta làm cái gì ạ? Ốc và tạo nhịp ngoài, dán cái bản cực ngoài ngực để tạo nhịp tạm thời cái đó, để cho bệnh nhân sống cái đó, sau đó mới đặt qua đường tĩnh mạch sau. Đấy. Có thể một thuốc nữa thì dùng được là dopamine cũng được, tuy nhiên là trong trường khẩn cấp quá chúng ta bắt buộc dùng adrenaline để nâng cái chủ nhịp thất lên. Đấy. Chứ hy hoài cứ gây tê xong cái đau lo chẳng chẳng, xong bệnh nhân cứ thấy không hiểu nằm im thiên thiết, đó là vô tâm thu. Đấy. Rồi nữa là gì ạ? Cũng là tiếp cận là nhịp chậm, một cái loại nhịp đã lâu, phải là một cái block nhĩ thất cấp 3 trên nền rung nhĩ đã lâu rồi, không biết từ lúc nào. Đấy, chỉ đến mệt, không biết từ lúc nào. Thì rõ ràng là khả năng gây rối loạn huyết động và phải cấp cứu nó sẽ không bằng là gì ạ? Một rối loạn nhịp này, một block nhĩ thất cấp 3 nó mới xuất hiện và rất đột ngột. Đấy, trường hợp mà cả một dãy mà tâm nhĩ mà không có tâm thất nào thì gọi là gì? Trong tiếng Anh gọi là gì? Không phải block sang nhĩ, vì đây là vẫn còn tâm nhĩ. Các bạn biết là cái thuật ngữ tiếng Anh là gì không? Cái này gọi là ventricular standstill. Đấy, tức là chỉ có nhĩ không có thất, thất nó đờ ra một lát. Thì đây là một trường hợp mà gây ngất rất là nhanh chóng, đúng không ạ? Gây ngất là nhanh chóng, cũng tỉnh lại nhanh đấy, nhưng mà thường ngất rất nhanh. Từ đến đây thì có thể là tỉnh được, còn ra đây thì sợ có thể gây, đúng không? Đấy. Rồi cũng có thể những trường hợp khác là gì? Những đoạn ngừng tim đột ngột thế này nó rất dễ gây ngất. Ngược lại là một cái alter, nhịp tim chậm chỉ có 32-35 lần một phút, cả đêm bị thoát bộ nối thì không ngất, nhưng mà thỉnh thoảng ngủ đoạn dài thế này thì sẽ gây ngất. Đó. Để chúng ta ước lượng các cái dữ liệu sẵn có của bệnh nhân. Bệnh nhất ngất mà trong hồ sơ mang theo có một cái alter điểm đồ đã có những cái đoạn này, thì rõ ràng trong đêm gì ạ? Nhiều lúc chúng ta phải chủ động đặt máy tạo nhịp tạm thời, vì có thể nó sẽ ngừng lại như vậy. Một số trường hợp khác chúng ta thấy là bệnh nhân đã qua cơn loạn nhịp rồi, nhưng vào điện tâm đồ vẫn còn dấu hiệu cảnh báo. Đây là một hội chứng Brugada chúng ta đều đã biết, đúng không ạ? Đấy, bệnh nhân ngất vài cơn từ đầu giờ chiều ngất, xong rồi trước khi vào viện ngất cơn nữa. Vào viện ghi điểm đồ thế này thì khả năng trong đêm có thể ngất lại tiếp, vì khi bệnh nhân đã lên những cơn bão điện học thì trong ngày có thể ngất nhiều lần. Trong khi hồi chung Roa có thể là gì ạ? Nhiều năm không bị ngất cơn nào, nhưng có thể trong một ngày ngất mấy cơn liên tiếp, ngất đến chết luôn. Cho nên chúng ta hết sức cẩn thận. Trường này rõ ràng là phải cho bệnh nhân ở cái chế độ theo dõi đặc biệt về loạn nhịp, chứ không thể là xếp lên dãy cuối bệnh phòng quất nẻo cuối cùng không ai để ý, đêm có thể rất nguy hiểm.
Đấy. Đây một cái điện tâm đồ nữa tôi định ép vào, nhưng mà tôi trường này tôi quên mất, là một cái trường hợp mà ngoại tâm thu thất khởi phát được là thất phải vào chỗ Q3 cái đây khoảng hơn tuần, mà tôi có trình bày một cái hội thảo khác nữa. Thế thì lúc giao ban thì tôi có nói với bác sĩ Kiên là cái này khả năng phải đốt sớm vì có vẻ nguy cơ, bởi vì ít khi chúng tôi gặp là ngoại tâm thu thất được là thất phải mà R trên T, rồi đè vào đúng một đầu cổ T luôn, ngay chỗ sườn lên T. Thế thì bọn tôi cũng cho bệnh nhân đeo onter 24 giờ như một cái thăm dò, mà trước khi vào viện bệnh nhân có một cơn ngất xỉu. Nhưng đúng là thực sự là chúng tôi đã hơi underestimate cái ca này. Thế là lúc bệnh nhân đang đeo onter trên người thì trợn mắt ra. Thế là các bác sĩ phải giật thiết dây ra để cấp cứu. Để ta biết đây hình ảnh của RNT thấy chưa? Đây này, xong T đang sườn lên, đúng phúc bộ QS nó đánh vào cái sườn lên trong T. Bình thường ít nhất là gì ạ? T đẳng điện rồi QS mới xuất hiện đối với đường đặt thất phải là trễ lắm. Đấy, đúng 1 giờ đến T. Và hôm nay có bạn nào cấp cứu nhỉ? Có bạn cao học nào nhỉ? Sơn đâu? À, Sơn cấp cứu, đúng rồi. Đấy. Thì sốc điện, giật hết cả cái onter lại sốc điện. Thì ngày hôm sau là đọc lại cái onter diện, đúng 1 giờ đến T xong là diện. Có vẻ như là vẫn còn một cái nhanh thất, sau đó nhanh chóng thoái triển thành rung thất, mất huyết động rất nhanh. Đấy. Thì đúng là rõ ràng trường hợp này là dấu hiệu cảnh báo mà chúng ta diện, biết là chúng ta vẫn hơi chủ quan. Nhiều khi bao nhiêu năm làm nghề mà vẫn có lúc chủ quan. Bệnh nhân này chúng tôi đã đốt ngoại thu thất đường là thất phải, đã triệt đốt thành công rồi. Đeo onter sau khi đốt điện thì còn có mười mấy ngoại thu theo kiểu cái xác suất tự nhiên thôi. Nhưng vấn đề câu hỏi bây giờ là ra viện có an toàn không? Không ai biết được, đúng không? Bởi vì là một cái điện học nó đã bị rối loạn thế này thì rất có thể rung thất lại. Và bệnh nhân thì cũng rất nghèo, bây giờ cũng chưa biết tính kiểu gì. Nếu mà đúng là ngoại thu thất này chúng ta đã đốt xong, nhưng vấn đề là bệnh nhân này có thể có một cái vài ổ khác nữa cũng rột trên tơ ngắn, mặc dù nó chỉ có mười mấy cái một ngày thôi, nhưng biết đâu một ngày số giờ khác có thể lên vài trăm, cũng có thể rung thất lại, rất khó. Cái này tối ưu nhất vẫn nên diện, vẫn nên cái ICD thì mới secure được cái đột tử giai đoạn nhịp. Dấu hiệu cảnh báo nữa là đây một bệnh nhân này không phải ở Việt Nam, ngất mấy cơn vào viện thì thực tổn hoàn toàn bình thường, không thích gì cả, nhưng ở V1 các anh chị nhìn thấy cái gì ạ? V1 đây, nhìn thấy các cái phân mảnh, các hoạt động phân mảnh ngay V1 đây. Đây gọi là sóng epsilon. Đây chính là gặp ở loạn sản thất phải gây loạn nhịp, hay gặp ở cái vùng địa trung hải. Còn Việt Nam chúng ta ít gặp cái này. Tôi cũng bao nhiêu năm quan sát chưa thấy được bệnh nhân nào Việt Nam có cái dạng điểm đồ này. Để mà xem, cái thông liên nhĩ nó vẫn có dạng hai pha, hai thành phần QRS, nhưng mà nó không phải thế này. Đây có tới ba thành phần thể hiện một cái loạn sản thất phải vì cái chuyển đảo trước tim phải nhìn thấy rõ, và R trên S tỷ lệ lớn 1. Đối với bệnh nhân này, bệnh nhân đang ngất ở nhà. Đến viện thì thấy là gì ạ? Khám bệnh vào viện thì là tim 80 chu kỳ phút, huyết áp 120-80 mm thủy ngân, phổi không gian, gan không to, tiếp xúc tốt, đúng không? Tức là không có dấu hiệu gì nghi ngờ. Tuy nhiên là ở nhà đã ngất. Đến đây thấy gì ạ? V1 thấy block nháy gì? Nháy phải. D1 sao lại âm thế? Mắc nhầm điện cực. Có nhầm điện cực không? D1 này, QRS âm này. Mà P vẫn dương chứ tỏ là không nhầm điện cực, đúng không? Nhưng mà đây trục phải mạnh. Đây là block nháy phải hoàn toàn, kèm theo block phân nhánh trái sau, kèm theo PR dài, PR trên 200 mili giây, có nghĩa là block 3 nhánh. Thì bệnh nhân này may thì không block lại, nhưng nếu block lại thì có thể lại ngất tiếp. Xin lỗi. Đó, ví dụ như vậy. Được chưa? Thì dấu hiệu tồn dư. Đây là hình ảnh minh họa block 3 nhánh, có thể các bạn đã biết hoặc chưa. Thì cái xung động qua nút nhĩ thất, qua bó his, nó sẽ nhanh chóng chia làm nhánh phải là một nhánh đơn độc, và nhánh trái sẽ chia làm nhánh trái trước dọc vách liên thất ra trước, trái sau quạt ngược ra đáy của tim. Thì bệnh nhân này cụ thể là gì? Có dạng block nhánh phải hoàn toàn, có nghĩa là gì? Là đứt đây, đúng không ạ? Đứt chỗ này. Rồi là trục phải mạnh, có nghĩa là block phân nhánh trái sau đứt chỗ này. Như vậy xung động từ nút nhĩ thất đi qua đây chỉ đúng phân nhánh trái trước và gì ạ? Và nó bị gì? Xung động chỉ còn đúng một nhánh trái trước để chạy, và kèm theo block cấp 1 có nghĩa là gì? Nhánh trái trước cũng sợ, cũng bị mỏi rồi. Đấy, nó cũng đã bị block bán phần rồi. Như vậy đây là trường block cả ba nhánh, cho nên là các bạn bảo vô lý, mỗi cái hai nhánh bó hít lại sao lại block cả ba nhánh. Block ba nhánh có nghĩa là còn mỗi phân nhánh trái trước và trái sau và dẫn chậm. Đây là hình ảnh nữa của một cái trường block ba nhánh tri fascicular block, thấy thế, trục phải mạnh, block nhánh phải hoàn toàn kèm theo PR dài, đấy chính là block ba nhánh. Những tồn dư nữa, cái này thì có thể gặp ở khá nhiều bệnh nhân, ta gặp trong bệnh phòng, là một cơn nhịp nhanh không biết bản chất là cơn gì, có dấu hiệu rối loạn huyết động hoặc là khá là mệt, về triệu chứng khá là nặng, và sau cơn nhịp nhanh xong thấy là tê âm hết các chuyển đạo trước tim, mà chụp mạch vành là bình thường. Nhưng mà đây dấu hiệu gì ạ? Thường là tồn dư sau tim nhanh thất,
Còn tim nhanh trên thất thì ít khi có dấu hiệu như thế này. Đấy. Thường là như vậy thôi. Chúng ta gọi là hard memory. Nó có thể nó sẽ dấu ấn lại cái SCT biến đổi vài ngày. Bây giờ xử trí cấp cứu các loại nhịp tim có 3 khía cạnh. Một là cấp cứu ngừng tuần hoàn, hồi sinh tim phổi. Cái này hôm qua thầy Tuấn đã trình bày với các bạn. Trong trường hợp này chúng ta phải khởi kích một cái cấp cứu hồi sinh tim phổi cơ bản, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ xử trí cấp cứu nhịp nhanh có mạch và nhịp chậm có mạch. Đây chính là lãnh địa của các cái nhà rối loạn nhịp và cấp cứu rối loạn nhịp. Còn đây là gì ạ? Nguyên nhân gì cũng gì ạ? Cũng xử trí gần gần như nhau đấy, đúng không ạ? Chúng ta cần phải hồi sinh tim phổi vì không có mạch, phải có mạch lại cái đã rồi tính tiếp được. Chúng ta sẽ bàn về xử trí cấp cứu nhịp nhanh. Thì đây là phác đồ của ACLS, đúng không ạ? 2015. Phác đồ này sẽ áp dụng năm 2020. Đấy. Người ta viết vào guidelines và nói rõ luôn là áp dụng 2020 thì mới có thể thay thế mới. Vì thực ra trong những cấp cứu này, tại sao lại người ta ít khi cập nhật được là vì sao? Thứ nhất là nó rất ít các cái randomized clinical trial. Đấy. Tại sao suốt bao nhiêu năm điều trị suy tim chúng ta vẫn dừng lại câu là gì ạ? Thuốc lợi tiểu furosemide là giảm triệu chứng ứ trệ, giảm tái nhập viện nhưng không rõ về tiêu chí tử vong. Vì nó thật là có ai dám làm lại một nghiên cứu mà ngẫu nhiên hóa để một bệnh nhân phù gan to ngang rốn mà không dùng lợi tiểu không? Cho nên chúng ta không có những thiết kế nghiên cứu trả lời. Giống như vậy trong các cái lĩnh vực như cấp cứu tim mạch, hồi sinh tim phổi này, mãi sau mãi mãi mới có một cái mới. Nó không thể như statin hay là cương tập kiểu cầu kép được. Đấy. Cho nên là nhiều khi một cái guidelines cũng phải 6-7 năm mới có một vài điểm mới. Thì cái tinh thần ACLS này, và khi tôi so lại với ACC 2010, thì tinh thần giống hệt nhau, không khác gì. Có nghĩa là chúng ta vẫn áp dụng các cái quy tắc hiện nay đấy, của ACC 10 hay ACLS 2015, khả năng còn vài năm nữa cũng áp dụng như vậy. Thế đây là lược đồ tôi đã trình bày các bạn, đây chắc các bạn cũng nhìn nhiều lần rồi. Đúng không? Thì đầu tiên là một bệnh nhân nhịp nhanh trên 150 chu kỳ phút, tham chiếu. Còn nếu nhịp nhanh ở 130 chu kỳ phút thì ta đi tìm nguyên nhân khác cái đã. Còn ít khi mà cái quãng tần số đấy có thể gây cái rối loạn nhịp huyết động trừ một vài ngoại lệ. Nếu bệnh nhân nhịp nhanh như vậy vào viện thì bước tiếp theo là tìm một xử trí nguyên nhân đấy. Thì xử trí song song, thế này song song. Đó. Hỗ trợ hô hấp nếu cần, thở oxy, monitor huyết áp, bảo hồi sinh máu thì chúng ta vẫn làm thường quy. Đấy. Cứ làm thường quy và đúng protocol mà áp dụng thôi cho nó an toàn cho chúng ta nữa. Đấy. An toàn cho bệnh nhân của chúng ta. Sau chúng ta sẽ trả lời câu hỏi hết sức quan trọng, tất cả bệnh nhân đều phải gặp câu hỏi này. Hãy cứ xòe bàn tay ra, năm ngón tay, đúng không ạ? Còn thứ nhất là có tụt huyết áp không, thực hiện rất nhanh bằng đo huyết áp. Còn thứ hai là có rối loạn tâm thần không, đúng không ạ? Bằng tiếp xúc bệnh nhân đấy, hỏi trả lời đúng vẫn đáp ứng được, chúng ta viết là tỉnh phẩy tiếp xúc tốt, đấy chính là trả lời câu hỏi không có rối loạn tâm thần. Thứ ba là gì ạ? Có sốc không, đúng không ạ? Chi ấm mạch rõ, đấy ví dụ như vậy, đấy chính là dấu hiệu thể hiện là gì? Không có dấu hiệu của sốc. Nhiều trường hợp thì vẫn tỉnh táo đấy, huyết áp cũng tạm tạm được 105/70 đấy, trông thì trả lời đúng tất cả mọi thứ, nhưng mà thiện sờ cái bắp chân thấy lạnh ngắt ra, đúng không, nhớt nhát mồ hôi thì nó là cũng là dấu hiệu tiến triển của sốc rồi, đau ngực tiến triển, suy tim tiến triển, đấy những dấu hiệu mà chứng tỏ là các rối loạn nhịp này có gây rối loạn huyết động. Đấy, nguyên bản tiếng Anh đây, đúng không ạ? Hypotension đó. Acutely altered mental status, signs of stroke, đấy vân vân. Nếu có thì sao? Yes thì sao? Yes thì sang đây, đúng không ạ? Sốc điện cấp cứu. Thường nhiều khi thì cái chữ yes này nó cũng là gì ạ? 1-2 phút thôi, nhiều khi cũng có thể là 30 phút, nhưng cái tinh thần chúng ta là gì? Là những trường hợp này là ứng viên của chuyển nhịp bằng sốc điện. Đấy, chứ cứ đừng có chậm trễ quá. Tuy nhiên là có những trường hợp chúng ta cũng set up một cái bệnh nhân cũng nói vậy thôi cũng trụ được, thì chúng ta chuẩn bị trong vòng một thời gian nhất định. Có trường hợp quá nặng thì đương nhiên phải làm ngay. Đấy. Và người ta consider sedation, tức là chúng ta cân nhắc tiền mê cho họ thì họ vẫn tỉnh mà. Đấy. Nếu QRS thanh mảnh thì cho adenosine trước khi sốc điện. Đó. Một bệnh nhân vào viện tìm 225 chu kỳ phút, QRS thanh mảnh, huyết áp không đo được, có thể là một cái cơn nhanh nhĩ vài ngày rồi đấy. Đấy. Thì hoặc là tim nhanh trên thất, thì lúc mà chuẩn bị sốc điện nếu có adenosine thì tiêm một phát cũng được. Adenosine có thể làm nặng nề hơn một chút xíu huyết động, nhưng điện thải rất nhanh sau có vài phút thôi. Nếu thắng thì sao? Thì lại chính cái chuyện chuyển về nhịp xoang đấy nó sẽ cải thiện huyết động rất nhanh. Còn nếu mà thất bại thì chúng ta lại sốc điện, và sốc xong thì thuốc cũng thải luôn đi. Đấy, chính vì vậy cho nên người ta khuyên là kể cả có huyết áp có thấp đi chăng nữa, nhưng mà nếu mà chuẩn bị sốc điện mà có adenosine thì vẫn có thể tiêm thử nếu QRS thanh mảnh. Thanh mảnh vào đều đấy, regular. Còn nếu không đều thì sao? Thì nó là nhanh nhĩ hoặc rung nhĩ hoặc cuồng nhĩ với mức độ block thay đổi thì diện đừng tiêu làm gì, đúng không? Đừng tiêu làm gì, ta phải phân tích điểm đó.
Nhiều khi chỉ một cái monitor là đã đủ. Đó. Nếu mà không có các dấu hiệu nặng đó thì chúng ta ghi điện tâm đồ 12 truyền đạo. Ghi điện tâm đồ 12 truyền đạo và trả lời câu hỏi là cơn nhịp nhanh này là gì? Đây chính là phần khó, phần khó. Phần khó thường lúc gì ạ? Bệnh nhân cũng mệt vừa vừa đấy, huyết động cũng tạm tạm. Ghi điện tâm đồ 12 truyền đạo. Phần lớn các trường hợp chúng ta rơi vào cái hoàn cảnh này đây. Ghi điện tâm đồ xong. Và sau đó gì ạ? Cân nhắc các thuốc chống loạn nhịp. Ví dụ cortisone, adenosine, vân vân. Đấy, cân nhắc chính là khúc này đây. Và tí nữa tôi sẽ có một khúc là làm sao phân biệt được một cái cơn nhịp nhanh QRS giãn rộng là tim nhanh thất hay tim nhanh trên thất bị dẫn truyền lệch hướng. Ta có những nguyên tắc có thể giúp chúng ta khá nhiều. Đấy, cái huyết động ổn định. Và nếu như mà gì ạ? Nếu mà QRS giãn rộng là như vậy. QRS giãn rộng là như vậy. Chúng ta ghi điện nội truyền giống thôi chứ lại. Còn nếu QRS thanh mảnh thì sao? Đấy, bệnh nhân vào chúng ta này không có đoạn huyết động, ghi điểm đồ thấy QRS giãn rộng thì rẽ đường này. Đấy, cân nhắc cortisone. Ở nước ngoài thì có một thuốc nữa, một thuốc nữa có thể dùng được, một số thuốc. Còn Việt Nam thì chủ yếu cortisone hoặc lidocaine. Lidocaine chúng ta dùng cũng không đúng lắm chỉ định đâu, nhưng cắt cơn được thì vẫn chấp nhận được đó. Còn nếu QRS thanh mảnh thì sao? Nếu QRS thanh mảnh chúng ta dùng các nghiệm pháp cường phế vị, adenosine, chẩn beta vân vân, và tham vấn các chuyên gia trong trường hợp mà các loạt thuốc đầu tiên không cắt cơn được. Đấy. Nước ngoài còn có một thuốc là procainamid cũng có thể chuyển nhịp nhanh được. Thời tôi ở Pháp tôi thấy các bạn nội trú Pháp dùng procainamid khá là hay. Đấy. Liều lượng cách dùng thì chúng ta đều đã quen thuộc đúng không ạ? Và tôi nhắc nội trú là gì? Báo cáo giao ban là không được phép dobu, dobu lên mấy cái dân không chuyên nói chuyện thôi. Mình cứ nói dobutamin rõ ràng đi. Nha. Thế là liều là các bạn bảo noradrenalin liều 20 lít một giờ. Ai biết là 20 lít là cái gì? Tôi biết là bao nhiêu microgram trên phút phải rất rõ để thể hiện tính chuyên nghiệp. Nhiều bạn là nói tắt quá, dobu rồi no, không phải vậy. Cứ đọc nguyên tên thuốc mất bao nhiêu thời gian đâu. Sốc điện chuyển nhịp, nếu QRS thanh mảnh, các bạn sốc điện 50-100 joule, đấy, máy biphasic. Bây giờ phần lớn ở viện mình là biphasic hết đó. Biphasic thì sao? Nó sẽ hiệu lực cao hơn, bớt được cái cường độ một chiều hơn. Ngày xưa là monophasic thì nó có thể bỏng ra, biphasic thì liều thấp hơn. Đấy, có thể sốc đến 100-200 joule. Đối rung nhĩ thì có thể sốc điện 200 joule. QRS giãn rộng khởi đầu bắt đầu bằng 100 joule và sốc đồng bộ. Nếu mà rung thấp thì bỏ cái phím synchronize gì nhé, không như lúc bấm nó on lên một cái. Thường rung thấp là các bạn đặt bản cực vào sạc xong ấn mãi nó không sốc vì nó không nhân cảm được. Cẩn thận đấy, nhiều trường hợp là bảo quái sao lại không sốc điện được. Ngược lại là nếu các cơn nhịp nhanh mà phúc bộ QRS vẫn rõ nét, coi như vẫn còn đồng bộ mà không bấm phím này thì có thể nó đánh nhầm ở chỗ khác, có thể lại thành rung thất. Mặc dù đánh nhầm thì cũng không nỗi lắm, nhưng mà thỉnh thoảng thì cũng có thể có loạn nhịp thêm. Nhưng nếu như mà rung thất mà các bạn bỏ phím synchronize on là nó không sốc đâu đấy, không sốc đâu đấy. Adenosine bây giờ thì các bạn không còn thuốc này nữa. Khởi đầu là 6 mg tiêm thẳng tĩnh mạch. Các thuốc mà procainamid thì chúng ta không dùng có Việt Nam. Adenosine xin lỗi, cortisone các bạn dùng liều 150 mg truyền nó 10 phút trong trường cần rất nhanh, cứ pha bơm tiêm điện mà truyền thôi nhé, truyền 10 phút có thể lặp lại và chúng ta có thể duy trì liều 1 mg trên phút trong vòng 6 giờ đầu tiên sau tính tiếp. Sotalol là một thuốc thỉnh thoảng có tại Việt Nam được uống, đường tĩnh mạch thì chúng tôi cũng gặp vài lọ nhưng bây giờ thì không thấy nữa, vân vân. Và chúng ta biết là cortisone và sotalol thì cẩn thận khi bệnh nhân có QT dài, QT dài chúng ta cẩn thận vì cái thuốc nhóm 3 làm kéo dài cái thời gian điện thế hoạt động pha 3 có thể làm QT dài ra. Đó, đây là tôi nói lúc nãy, đây chính là nghiệm pháp cường phế vị đối với các cơn nhịp nhanh QRS thanh mảnh và đều, chúng ta dùng các biện pháp cường phế vị. Vậy thì một vài cái lưu ý quan trọng trong cấp cứu nhịp nhanh là như thế nào? Thứ nhất là không nên trì hoãn sốc điện do ngại khi bệnh nhân không ổn định. Đấy. Nếu sốc không thành công thì truyền cortisone 300 mg trong 12 phút và sốc lại, truyền duy trì 900 mg một ngày. Đâu đó cũng là cái nguyên tắc như lúc nãy chúng ta nói. Nên coi nhịp nhanh với QRS rộng là tim nhanh thấp nếu khó chẩn đoán phân biệt. Đấy, cứ cho là nhanh thất hết đi. Xử trí như là nhanh thất nó sẽ an toàn hơn là chúng ta nghĩ nhầm nhanh thất thành tim nhanh trên thất. Rồi cứ đi xoa xoa cái này cái kia adenosine. Đấy. Tuy nhiên là phần lớn các cơn nhịp nhanh theo kinh nghiệm thôi thì nó cũng còn huyết động đấy, vào nhầm tĩnh không sao, nhưng có những trường hợp mà rất là critical, rất nặng, huyết động rất kém vào mà nhầm một cái thì có thể lại tiếp tục bồi thêm một nhát nữa, bệnh nhân là không phục hồi được. Đấy. Cho nên chúng ta thấy QRS rộng có thể phân biệt được đấy, nhưng cứ xử trí tim nhanh thất trước.
Tạo nhịp vượt tần số là chỉ định đối với các cơn tim thấp đơn dạng dai dẳng. Đấy, phần nữa phải đơn dạng đó. Đơn dạng thì may ra mới tạo nhịp vượt tần số được. Còn còn nếu mà đa dạng thì không không đáp ứng. Quan trọng nhất là tái phát nhiều lần sau sốc điện hay thuốc chống loạn nhịp để làm tránh cái việc là quá liều thuốc hoặc sốc quá nhiều lần. Đấy. Chúng ta sẽ gặp một vài cơn nhịp nhanh, cắt cơn xong lại tái phát ngay, cắt cơn lại tái phát, cắt cơn lại tái phát, đúng không ạ? Đôi cho các bạn có thể gọi điện cho thầy Linh, thầy Giang, thầy Phong, thầy Đồng vân vân. Thì thường chúng tôi sẽ đề xuất là nếu cơn nhịp nhanh chụp điểm đồ gửi theo QS thanh mảnh. Xin lỗi. Cơn nhịp nhanh đơn giản thì các bạn đặt một cái máy tạo nhịp tạm thời, sau đó dùng cái kỹ thuật tạo nhịp vượt tần số để cắt cơn, để cắt như vậy nó sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều, là chúng ta lại bolus thêm một liều thuốc chống loạn nhịp nữa. Lidocaine, đây cái này có thể chỉ định đầu tiên cho tim nhanh thất ở bệnh nhân thiếu máu cơ tim và nhồi máu cơ tim cấp. Đấy, trong trường hợp là có bạn hỏi là sau nhồi máu cơ tim cấp bệnh nhân có rất nhiều cơn tim nhanh thất ngắn kèm theo ngoại âm thu thấp thì dùng thuốc gì, đấy chính là chỉ cửa để dùng lidocaine. Cái cơ chế tác dụng của lidocaine là gì ạ? Là nó ổn định màng tế bào. Màng tế bào mà trong thiếu máu cục bộ thì sao? Màng tế bào rất bất ổn, thời kỳ trơ rút ngắn lại thì lidocaine có thể giúp làm ổn định. Ổn định màng tế bào cơ tim. Đấy, và mô dẫn truyền. Do vậy thì đây là chỉ định đầu tay cho các trường hợp mà đặc biệt là nhồi máu cơ tim cấp, do người không ổn định, có loạn nhịp tim, nhịp thất phức tạp. Liều 1,5mg/kg bolus, sau đó duy trì liều 1-4mg/phút. Tuy nhiên là gì ạ? Nhiều trường hợp chúng ta gặp phải những cơn nhịp nhanh không trong hoàn cảnh này thì các bạn vẫn có thể tiêm lidocaine được. Tuy nhiên chúng ta nhớ là gì ạ? Phải nghiêm ngặt về liều lượng, đừng có kiểu là một liều không được lại gấp đôi lên. Bệnh nhân khoảng 50kg cho tiêm 80mg, tiêm tĩnh mạch 70-80mg. Tiêm lidocaine thì sao ạ? Đây có nhiều bạn nội chú đã tiêm rồi. Thì thuốc này nó tác dụng sau 1 phút. Sau khoảng 1 phút thì bệnh nhân sẽ cảm thấy gì ạ? Hơi chính choáng mặt, tê đầu lưỡi. Và lúc này tim nhanh thất nó sẽ trúng xuống với tần số và có thể cắt về nhịp xoa. Nhiều trường hợp không cắt được thì nó sẽ gì ạ? Lại gia tốc lên ngay. Đấy, cho nên đây lidocaine là thuốc như vậy. Thì nó có tác dụng khá là nhanh để cắt cơn. Nhưng ngược lại adenosine chỉ sau có 10 giây là cắt cơn rồi. Để chúng ta biết cái mốc như vậy. Sau 10 giây không cắt cơn được có nghĩa là gì? À xin lỗi, sau khoảng 1-2 phút mà không cắt cơn được coi như là cái liều đấy đã fail. Thì chúng ta lại tiếp tục có thể liều thứ hai. Thì người ta khuyến cáo là dùng khoảng 50mg thôi. Nó khác với adenosine là gì? Tiêm xong một cái, sau 5 phút lặp lại thì thuốc không còn trong máu, nó thả hết rồi. Nhưng liều tiêm xong thì vẫn còn lưu hành đấy. Lưu hành, cho nên chúng ta lại bồi thêm một liều nữa. Nhiều lúc bệnh nhân sẽ ngộ độc. Có nhiều bệnh nhân hôn mê không biết gì, tiêm tĩnh mạch hôn mê không biết gì. Chúng ta hết sức cẩn thận. Tạo nhịp tạm thời chống nhịp chậm đấy, chỉ định các trường hợp xoắn đỉnh liên quan nhịp chậm, ngừng xong block nhĩ thất, và khi tạo nhịp xong thì cho chạy beta. Đấy, mazetronfat hiệu quả đối với xoắn đỉnh cho QT dài nhưng không hiệu quả đối với QT bình thường. Người ta vẫn có thể tiêm bolus 4 ống 0,5mg tiêm thẳng tĩnh mạch để cắt các cơn xoắn đỉnh, khá hiệu quả. Tôi nhớ ngày xưa là có một ca xoắn đỉnh tại C3 cho tiêm mazetronfat, thế là tôi cũng nội trú bẻ thuốc tiêm ngay. Hôm nay tiêm nhưng phải mấy ngày sau mình mới hiểu là tại sao lại tiêm cái thuốc đấy. Lúc ấy không thấy chỉ bảo tiêm là tiêm. Tôi nhớ mãi cái ca đấy. Thì cắt được xoắn đỉnh rất nhanh. Nhưng mà cái ca đấy cũng là một cái ca có nhịp chậm, sau đó cũng cây máy tạo nhịp. Nhưng mà nếu không thì chúng ta lại không chỉ định mazetronfat. Chứ không phải ca nào xoắn đỉnh cũng đẻ ra mazetronfat. Với cơn nhịp nhanh QRS đều thanh mảnh kèm với đoạn huyết động có thể cho adenosine khi chuẩn bị sốc điện. Như rồi lúc nãy, nếu cơn nhịp nhanh không đều, đặc biệt QRS thanh mảnh, gần như chắc chắn là rung nhĩ, cuồng nhĩ, block nhĩ thất thay đổi, xử trí theo khuyến cáo riêng của rung nhĩ. Đấy. Tuy nhiên huyết động mà mất thì vẫn diện, vẫn sốc điện để cắt cơn. Còn không thì chúng ta sẽ gì? Chúng ta sẽ đánh giá lại về huyết khối và lên kế hoạch chuyển nhịp trong những ngày tiếp theo, chứ không nên vội vàng. Đấy. Bơm điện là thường là thủ thuật có chuẩn bị, nhưng mà nếu trường hợp mà không còn cách nào khác thì có thể cân nhắc đốt điện, đặc biệt những trung tâm mà có thể tiến hành đốt điện cấp cứu được, đúng không ạ? Và có kinh nghiệm, một vài ca chúng ta đã làm như vậy. Tôi nói một vài nét về cái soi xoang cảnh. Hiện nay thì chúng ta ít soi xoang cảnh tại Việt Nam, tại vì thứ nhất là các bác sĩ ít có kinh nghiệm soi xoang cảnh, thứ hai là người Việt Nam có vẻ kém đáp ứng với soi xoang cảnh. Bản thân tôi cũng cắt cơn bằng soi xoang cảnh được vài ca này. Còn lại phần lớn cũng là gì ạ? Soi chán xong rồi cũng phải ấn vào đây. Đấy. Không biết tại sao, thì người da trắng thì rất nhạy với soi xoang cảnh và cắt cơn khá là dễ dàng. Đấy, thì các bạn biết là xoang cảnh chúng ta sẽ bắt cái mặt cảnh nảy ở bờ trên của sụn giáp phía trước cỡ đoạn chúng, bắt vào đây. Khi bắt vào xoang cảnh nảy xong thì sao? Chúng ta sẽ tiến hành
miết dọc theo cột sống, miết miết không phải xoay tròn mà miết dọc theo, dí sát vào, miết dọc theo cột sống để cắt cơn. Trước khi soi xoang cảnh thì cổ điển nó bảo là gì, nghe cái xoang cảnh một tí xem có thổi không, nhưng tôi không tin là các mảng sơ vữa đều có thổi đâu nhá. Thế thôi thì nghe nó thổi phù phù thì thôi, tính cách khác, còn không thì ta cứ xoa. Nhưng mà thường thì là cơn nhịp nhanh thường xuất hiện những người trẻ tuổi thì nguy cơ thấp thôi. Tôi nghĩ là nhiều trường hợp các bạn đã xem mổ bóc cái mảng sơ vữa trong mạch cảnh ấy nhỉ, nó như cục thịt mỡ đấy nhá. Vỏ canxi thì rất dày nhưng có lõi cholesterol nhiều lúc nó gì, nó rất là lỏng lẻo. Cho nên đúng là nếu mà xoa tích cực nhiều lúc là cũng có thể vỡ cái mảng sơ vữa ra đấy. À, chúng ta miết vào một bên sau khoảng 20-30 giây không được chuyển sang bên đối diện. Nhưng không hiểu tại sao ít có tác dụng với bệnh nhân Việt Nam, không biết tại sao. Cho nên ở nước ngoài người ta bị gì ạ? Ở nước ngoài người ta bị ngất khi mà thắt cà vạt rất nhiều. Đấy. Các cái công chức công sở là buổi sáng đi làm rất yêu đời đúng không? Soi gương thắt cà vạt, viên chức cổ cồn sau là ngã lăn là ngất luôn. Việt Nam thì ít gặp, tôi rất ít gặp, vì ca nào mà ngất kiểu gì cũng gặp các bác sĩ thôi, nó rất ít gặp. Chứng tỏ là xoang cảnh người Việt không nhạy cảm lắm. Và có lẽ là nếu mà ấn nhãn cầu mà nó không bị thô bạo quá thì nhiều khi trong khuyến cáo hội tim mạch Việt Nam có thể là phải đưa cái ấn nhãn cầu vào một cách chính thức. Đây là mình vẫn dùng vậy, ấn nhãn cầu cắt cân, nếu mà nhưng mà bị sao về nhãn cầu sao ta sai, vì trong khuyến cáo không có chữ nào ấn nhãn cầu đấy, chỉ có xoang xoang cảnh thôi. Rồi, ấn nhãn cầu các bạn biết rồi, các biện pháp cường phế vị giúp cho cắt các cơn vào lại, cường phế vị cắt vào lại, cho nên kết hợp các biện pháp với nhau. Khi ấn nhãn cầu thì sao, khuyên bệnh nhân là hít sâu, nín thở dặn thật mạnh thì sao, kích thích được cả mấy dây thần kinh phế vị một lúc đấy, thì nó sẽ hiệu quả hơn là chúng ta. Thứ hai là khi bệnh nhân hít sâu nín thở dặn thật mạnh thì cái cảm giác đau ở mắt nó bớt đi, chứ không phải vì thế mà chúng ta thô bạo ở mắt đấy, thì hiệu quả ấn nó cao hơn đấy. Cho nên nhưng mà các cơn như cuồng nhĩ, nhanh nhĩ, rung nhĩ thì ấn nhãn cầu nó sẽ làm chậm tần số tim lại. Đây là một trường hợp mà cuồng nhĩ 21, chúng ta cũng không biết là nó là cơn gì, nhiều lúc cũng khó phân biệt lắm. Đấy, trong trường hợp này chúng ta soi xoang cảnh carotid sinus massage đúng không? Thì là kích thích phế vị cái nó sẽ tăng mức block lên và lộ hình răng cơ ra, chẳng hạn luôn là cuồng nhĩ, ví dụ như vậy. Đây là cái tạo nhịp vượt tần số, chúng ta biết là ta nên chọc gì ạ? Tạo nhịp tạm thời thì các bạn nên chọc bên phải để sao, để các thầy còn cấy bên trái. Nhưng mà trong trường hợp cắt cơn cấp cứu thì các bạn có thể đặt bên trái cho nó dễ. Bởi nó thật là đặt mò tại giường mà đặt bên phải là hơi khó đấy. Bên trái bởi sao? Tĩnh mạch dưới lòng trái, các bạn chọc vào, đưa cái xong điện cực theo chiều cong nó chạy vào đây. Bản thân nó là gì? Nó tự tìm thấy cái vòng van ba lá. Đấy. Thì chúng ta phải đo đạc ở ngoài thành ngực, sau chúng ta đẩy vào, sau diện, chờ bệnh nhân hít sâu và xoay ngược chiều kim hồ một tí. Xoay ngược chiều xong điện cực, đẩy vào một cái. Đẩy vào xong thì diện. Sau khi xong thì có thể chúng ta lại xoay ngược chiều kim hồ, đẩy thêm một cái nữa thì nó sẽ lái đúng vào mỏ này. Tuy nhiên cái này là cảm giác chúng tôi khi mà đặt hàng bao nhiêu nghìn ca này. Thế còn nếu các bạn thì cũng lưu ý một chút là hơi phải xoay ngược chiều kim hồ mới đẩy qua van ba lá. Nếu các bạn thì đẩy mãi như lúc mò thì nó cũng vào được, nhưng biết là tại sao nó vào đấy, đẩy qua van ba lá. Còn thông thường thì nếu nó làm quen thì có thể mò như lúc chỉ cần một hai động tác có thể vào được thất phải. Còn nếu không thì các bạn cứ phải đo đạt nghiêm ngặt ở bên ngoài trước. Nhiều trường hợp có bạn đẩy còn xuống nhận dưới đùi kích thích xong cao thấy cứ bắp đùi và những cái giật như ở châm cứu, làm sao được, xong điện cực rớt xuống dưới đùi, thế là đo tại giường. Nhưng tuy nhiên là gì, một trung tâm tim mạch văn minh thì phải đặt tạm thời ở đâu dưới màn thăng sáng, trường hợp quá khẩn cấp thôi. Chúng ta tạo nhịp vượt tần số thực chất là gì, chúng ta tạo nhịp bệnh nhân đập theo máy tạo nhịp, đập nhanh đến mức mà diện, đập nhanh đến mức mà phần lớn mô tim sẽ toàn thời kỳ trơ, có nghĩa là vừa khử khử xong nó vừa hết trơ xong thì máy tạo nhịp lại kích tiếp, thế nó trơ dài đẵng ra, thế tất cả các vòng vào lại sẽ gặp phải bức tường trơ của máy tạo nhịp tạm thời và nó tự cắt cơn. Cách nguyên tắc là như vậy. Tôi sẽ nói vài nét về phân biệt, chẩn đoán phân biệt một cơn nhịp nhanh và quy đát giãn rộng, cái này để thêm về học thuật thôi. Cái hiện nay nay chúng ta dùng nhiều biện pháp, nhưng chúng ta hay nói tới cái lược đồ Brugada. Brugada này, lược đồ này xuất phát từ nghiên cứu của mấy anh em nhà Brugada, một số đồng nghiệp tại Tây Ban Nha đăng tờ Circulation năm 1991. Tóm lại gì, họ nhặt tất cả hơn 200 ca, 200 hay là 300 mấy ca, tôi không nhớ chính xác, các cơ nhịp nhanh quy đát giãn rộng vào cái bệnh viện này trong suốt nhiều năm, đối chiếu với thăm dò điện sinh lý và tìm ra là các cái tiêu chuẩn chẩn đoán đấy.
đây là bài báo nguyên bản của cái lược đồ Brugada. Lược đồ nói như sau: nếu mà cơ nhịp nhanh với quy đất giãn rộng đi tìm phúc bộ có dạng R lớn S lớn từ V1 đến V6, đấy, đi tìm phúc bộ đấy, đơn giản vậy, R lớn và S lớn, nếu không thấy phúc bộ nào là tìm nhanh thất. Đó, đơn giản, đơn giản lắm, nhưng mà mãi không thuộc được đấy. Nếu mà nhìn thấy phúc bộ R trên S, tức là bước thứ nhất là thấy, à hơi dở nhỉ, đáng lẽ là nó tìm nhanh thất, bây giờ nó lại mọc trong một phúc bộ R trên S, thì chúng ta đo từ khởi đầu R tới đáy của sóng S, nếu trên 100 mili giây thì là tìm nhanh thất, độ đặc hiệu tới 98%, đấy, độ nhạy 66%, có nghĩa là không phải trường nào cũng giãn rộng thế này, nhưng nếu có thì hiện thì gần như chắc chắn là tìm nhanh thất. Đấy, tiếp theo nữa là tìm dấu hiệu phân ly nhĩ thất hay thất nhĩ. Thực ra bọn tôi tìm cái này đầu tiên đấy, đấy, chứ tôi thường là tìm cái này đầu tiên, tìm không được thì bắt đầu mới dùng các tiêu chuẩn này, nhưng đây là diện sản phẩm của thống kê học đấy, cái nào có đầu độ đặc hiệu cao thì phải đặt lên đầu tiên, các bạn đồng ý với tôi không ạ? Nguyên tắc của một lược đồ chẩn đoán là độ đặc hiệu sẽ được ưu tiên sau mới đến độ nhạy. Thì đây là độ đặc hiệu 1.0 này, 0.9888. Nhưng tôi nghĩ là cái số liệu của Brugada này nó cũng không phải hoàn toàn chính xác, nó không phải đại diện tất cả cơ tim nhanh thất, vì trong thực tiễn là có nhiều trường hợp nó không phải như vậy. Bước thứ ba là phân ly thất nhĩ không. Nếu mà không thấy nữa thì bắt đầu chúng ta phân tích hình dạng phúc bộ QRS để xem nó gợi ý cái gì hơn. Đấy, vân vân. Và cái lược đồ này có độ nhạy 96% và độ đặc hiệu 98%, tức là rất là cao nữa. Thế mà thỉnh thoảng vẫn bị nhầm đấy. Đây, thứ nhất là gì? Tìm phúc bộ có dạng R trên S ở V1 và V6. R trên S gì? Là sóng R trước và sóng S sau. Đây là diện cũng là R trên S nhưng R nhỏ S lớn cũng không phải. Đây là diện R lớn S nhỏ cũng không phải. R trên S phúc bộ này. Phúc bộ này. Đây là các cái cơn trong cái nghiên cứu của Brugada. Đấy, người ta minh họa. Đây là gì ạ? Từ V1 đến V6 có dạng gì? Dạng là QS, không phải, đúng không ạ? Đây là dạng gì? Cũng là gì? Cũng dạng gần như QS, còn đây là R nhưng không có QS. Đây cũng dạng như gần như QS, chuyển tiếp cái thì lại là QR, chứ không phải là R đến S. Đây cũng là gì ạ? Âm hết các chuyển đạo từ V2 đến V6, riêng mỗi V1 cũng không phải, đúng không ạ? Đây cũng như vậy, đây có dạng QR, cũng không phải. Vậy trường hợp này, ta nhìn thấy các trường hợp này không thấy dạng R trên S các chuyển đạo trước tim thì chẩn đoán luôn là tim nhanh thất. Tuy nhiên là trong cái dạng này á, tôi nói thật là toàn là bệnh tim thiếu cục bộ sẹo cũ nhưng mà tim hết mới ra cái dạng méo mó này. Đấy. Còn bệnh nhân Việt Nam ít gặp cái dạng này. Tại sao? Vì phần lớn là tim nhanh thất là nó không có tim thực tồn. Đấy. Trường hợp thứ hai là nếu lỡ nhìn thấy một phúc bộ thì chúng ta đo khởi đầu R từ đáy sóng S để xem. Đây một trường hợp là diện các chuyển đạo trước tim V1 thì dạng R nhỏ S sâu, V3 tự nhiên lại mọc ra một R lớn và S lớn, đúng không ạ? Như vậy là bước thứ nhất không thành công để khẳng định tim nhanh thất. Khi không thành công xong, chúng ta đo khởi đầu của sóng R từ đáy của sóng S, trong trường hợp này là 120 mili giây, như vậy là gì ạ? Rộng là tim nhanh thất. Nhưng nói thật là cũng những tiêu chuẩn này tôi thấy là cũng hơi khiên cưỡng đấy, không phải trường hợp nào cũng đúng đâu. Đấy. Nhưng mà thôi, Brugada đã dạy như vậy, chúng ta sẽ tham khảo, đúng không ạ? Đấy, tim nhanh thất. Trường thứ ba là nếu có dạng R trên S mà lại cái khoảng đấy là nhỏ 100 mili giây tìm dấu hiệu phân ly thất nhĩ. Nhưng nói thật là nếu nhìn thấy đầu tiên thì chẩn đoán luôn là tim nhanh thất cho nó nhanh. Đây là một trường hợp một cơ nhìn nhanh QRS giãn rộng. Tôi thấy cái gì ạ? Không đồng nhất đâu. Thấy cái mấu này, móc này, rồi trát này, mấu này, mấu này, đúng không ạ? Đấy, cái dạng một sóng P này, tức là chúng ta liên tục thấy những cái sóng lạ nó lẫn vào phúc bộ QRS cơ bản. Đây chính là dấu hiệu phân ly thất nhĩ. Thậm chí đây có một cái P còn trồng vào cái đỉnh QRS nữa. Trường này ví dụ, trường này là đây một cơn tim nhanh thất với QRS giãn rộng. Bước 1, tìm phúc bộ chuyển tiếp R trên S ở các chuyển đạo trước tim, có thấy cái gì không? V1 thì gần như là QS, V2 là R nhỏ S lớn. V5 thì tất cả đều R, V6 tất cả đều R, V4 tất cả gần như R. Ở V3 rất may có dạng R trên S. Như vậy là gì? Bước 1 của Brugada không thành công trong việc xác định đây là tim nhanh thất, đồng ý không ạ? Bước 2 chúng ta lại diện đo từ khởi đầu của sóng R tới đáy của sóng S. Trong trường hợp này nó chỉ có 80 mili giây lại trượt nốt, không thành công. Bước thứ ba là diện nhìn thấy D2 kéo dài thế giới phân ly thất nhĩ rất rõ ràng. Bước thứ ba chúng ta diện nhìn thấy rõ một cái dấu hiệu phân ly thất nhĩ ở các chuyển đạo ở D2 hay V1 gì đó. Và tôi nói thật nhé, trường hợp này thì cần gì với bước 1, 2, 3 nữa, đúng không? Nhìn thấy dấu hiệu
Thất mà nhanh hơn nhĩ thì nó là tim nhanh thất, thì chả còn cái cửa nào khác nữa, đúng không? Đấy. Thất là giãn rộng mà nhanh hơn nhĩ thì nó chỉ có cửa tim nhanh thất. Đấy, được chưa? Trong trường này là như vậy. Nhưng mà về mặt lược đồ vua ra theo trình tự như vậy. Trong thực hành, chúng ta phải ứng dụng một cách sáng tạo hơn để chẩn đoán. Nếu vẫn không tìm thấy đến bước 3, không phân biệt rõ, thì bắt đầu chúng ta phân tích phúc học QDS ở V1 và V6 để tìm gợi ý VT. Đây là bước khó. Và cũng khá nhiều trường hợp nó là như thế này đấy. Đấy. Cách đây vài ngày, có một cơ ca nhịp nhanh QDS giãn rộng. Tôi và bác sĩ Việt John ở C2 ngồi phân tích theo tiêu chuẩn Rugoda. Chắc chắn tim mình thất. Nhưng mà tôi thấy có một dấu hiệu nó không phải. Đấy, sau chúng tôi và tôi lúc đấy cũng là chiều muộn này, quyết định là có đưa lên bàn làm không, thì bàn tim thất thì lúc 8 giờ lên bàn mà đến 11 giờ đêm thì mệt quá. Nhưng sau chúng tôi nhìn lại và tôi bảo các bác sĩ là chúng ta sẽ làm, vì ca này tim nhanh thất chân thất, xin lỗi, và thực sự nó đã tim nhanh chân thất và bị block nhánh. Thế thì đây chính là căn cứ vào các dữ liệu QDS V1 V6 đã gợi ý, nhiều lúc rất khó. Ví dụ như là nếu có dạng block nhanh trái thì lúc nhanh trái cổ điển là sao? RV5 là một phúc bộ sóng R giãn rộng. Ở V1 thì sóng R rất nhỏ và sóng S rất to. Nếu như một cơn tim nhanh với QDS giãn rộng mà các bước khác của tiêu chuẩn Vuoda không phân biệt được, tôi nhìn vào phúc bộ này có hai cái dạng này thì nó là gì? Nó là tim nhanh chuyển thất. Còn nếu mà gì? Nào là có móc này, rồi có dạng QR lớn ở V6 thì sao? Thì nó nhiều khả năng tim nhanh thất. Và thực sự nếu bệnh nhân có dạng block nhanh phải trái hoàn toàn mà có quy ở V6 thì sợ. Sao nữa? Còn thêm một chẩn đoán gì nữa? Nếu block nhanh trái hoàn toàn mà có quy ở V5, V6 thì còn thêm chẩn đoán gì nữa? Chẩn đoán là hoại tử vách liên thất. Nói chắc chắn luôn. Đấy. Cho nên tại sao lại nhiều khi nhìn một cái điểm đồ block nhanh bảo cái này tắc động mạch vành rồi. Tôi bảo, thưa thầy, sao lại tắc động mạch vành block nhanh trái hoàn toàn là rất khó phân chẩn đoán phân biệt. Thì thực ra cái quy ở V6, bởi vì trong block nhanh trái không có quy ở V5, V6 vì nó còn khử cái vách đâu. Nếu quy có nghĩa là có quy hại tử thực sự. Tôi lấy ví dụ, đây là một cơn nhịp nhanh với quy đã giãn rộng mà các bước của tiêu chuẩn Rugoda không rõ phân biệt. Chúng ta phân tích cái gì ạ? Ở V1 thì sóng R đấy, ở V2 chúng ta thấy có những cái móc đấy, cái sóng S có những cái móc đấy, chứng tỏ là gì? Chứng tỏ là đây gợi ý nhiều hơn, đây là một cái cơn tim nhanh thất. Đấy, nhiều những cái tiêu chuẩn rất là nhỏ đấy. Đấy. Đấy, những cái lần khẩn ở đây chính là tiêu chuẩn gợi ý tim nhanh thất. Nhưng đến cái chặng này là sao? Là bắt đầu cái tiêu chuẩn, cái độ mạnh nó đã giảm đi và có nhiều yếu tố gì ạ? Chủ quan của người nhận định. Đấy. Ngược lại đây một trường hợp, nếu QDS có dạng block nhánh phải mà R trước thấp, R sau cao thì nhiều khả năng là gì ạ? Là SVT. Ngược lại là giờ sau gì ạ? Cao sấp xỉ giờ trước thì nhiều khả năng là VT. Đấy, nguyên tắc là như vậy. Đây là một trường hợp một cơn tim nhanh thất. Tim nhanh QDS giãn rộng. Thấy là gì ạ? V1 có gì ạ? Giờ trước cao, giờ sau thấp. Đấy, thì sao? Thì nó là khả năng là tim nhanh thất. Tuy nhiên ở đây cho chúng ta nhìn thấy một dấu hiệu nữa là gì? Ở đây này. Thế là cái độ phân giải hơi thấp. Dấu hiệu phân ly thất nhĩ cũng khá rõ ở truyền đạo D2, khá rõ đấy, cho nên chúng ta cũng không phải gặp khó khăn. Nhưng nếu như mà chỉ phân tích mỗi hình dạng V1 thì R trước cao, R sau thấp nhiều khả năng hơn là tim nhanh thất. Ngược lại, cái thứ hai là gì ạ? R trước thấp, R sau cao, R trước gần như rất nhỏ thì sao ạ? Thì nó nhiều khả năng là tim nhanh trên thất. Đấy, tim nhanh trên thất bị block nhanh phải hoàn toàn. Một số dấu hiệu khác để phân biệt như là trục Tây Bắc. Trục Tây Bắc chứng tỏ là gì? Trục Tây Bắc có nghĩa là trục vô định đấy. Nếu phúc bộ QRS trục vô định có nghĩa là D1 âm, AVF âm, nhiều khả năng là tim nhanh thất. Nhát bắt đầu thất nhát hỗn hợp chúng ta đã biết, vân vân. Đây là một cái điểm đồ. Nó thật là cũng có thể nhìn thấy cái dấu hiệu khác với những phân ly thất nhĩ ở đây. Nhưng mà trục diện D1 âm và AVF âm, nếu cả hai này âm có nghĩa là vector cử cực đi lên mạng diện Tây Bắc. Mạng Tây Bắc là mạng Điện Biên Phủ. Thì sao? Thì không có cái lệch hướng nào mà vector như thế này cả. Lệch hướng thì nó bao giờ vector nó cũng xuôi xuôi xuống thế này, đúng không? Mà đi lộn ngược hoàn toàn thì chắc chắn tim nhanh thất. Đó chưa kể là gì ạ? Ở V5 chúng ta nhìn thấy một cái phúc bộ QS có dạng V4, V5 dạng QS thì sao? Chứng tỏ là cái vector khử cực nó rời cái mỏm tim ra thì khó có thể dẫn truyền lệch hướng ở đấy lắm. Đấy, tim nhanh thất. Rồi các nhất bắt được thất
Đấy, các bạn cũng đã đọc sách nhiều nhưng có thể ít để ý cái dữ liệu này. Nhát hỗn hợp và nhát bắt được thất thỉnh thoảng có những phút bộ thanh mảnh do nút xoang lẻn xuống qua đường dẫn truyền như thất bình thường, nó khử cực, thường gặp trong những cơn tim nhanh thất tương đối chậm thì có thể có những nhát bắt được thất, nhát hỗn hợp. Hỗn hợp có nghĩa là bắt một nửa, khử thất một nửa, còn bắt được thất ví dụ đây chẳng hạn, trên bề mặt tim nhanh với QRS giãn rộng thấy có một cái sóng P đi trước ngẫu nhiên rơi vào và cướp được một cái chủ nhịp đơn lẻ, sau đó lại trả lại tim nhanh thất, đấy chính là nhát bắt được thất đó. Rồi các phân ly như thất 2-1 chẳng hạn, phân ly thất hoàn toàn hay là 2-1 mà thất nhiều hơn nhĩ thì chắc chắn là gì? Chắc chắn là tim nhanh thất. Còn mà nhĩ nhiều hơn thất thì sao? Thì nó là chủ nhịp trên thất. Đấy, đây là gì? Các bạn có biết đây là cơn gì không? Hỏi luôn là có ai tìm thấy dấu hiệu phân ly thất nhĩ của bệnh nhân này không? Thậm chí đại nhân, phải không? Đấy, trong trường hợp này vác tiêu chuẩn Rugadara thì thấy là gì ạ? Thấy cũng chẩn đoán được đấy. Ở V4 chúng ta có dạng R trên S ở V4. Khởi đầu R đáy trong S thì cũng xa xa, khoảng 160 mili giây. Nhưng đây là có một dấu hiệu mà chúng ta hay sử dụng thực hành, dấu hiệu phân ly thất nhĩ. Thì bác sĩ Đạt có thấy ở đâu không? Ở cái điểm đồ cụ thể này. V mấy ạ? V4. Ở thấy cái gì? Anh Hà thấy cái gì? Cũng không phải rõ lắm. Nhưng đây chúng ta nhìn thấy là gì ạ? Ở AVF. AVF thấy gì ạ? AVF trông như một cái đàn cá đơn phin nó đang bơi đúng không ạ? Đấy. Nhưng gì ạ? Có con đực và con cái. Con đực là có mắt nó lồi lồi, con cái thì mắt nó dẹt dẹt. Đấy. Mắt lồi, mắt dẹt, mắt lồi, mắt dẹt, mắt lồi, mắt dẹt. Nhưng mà đây chính là P đấy. Thế thôi. Nhiều lúc nhìn tinh một chút thì nó sẽ ra. Và tôi nghĩ là trước một ca nhịp nhanh quy đã sẵn rộng, phân ly thất nhĩ đầu tiên phải tìm cái đó. Cái dữ liệu chắc chắn nhất, sau đó có thể mới áp cái tiêu chuẩn Rugadara vào trong thực tiễn thực hành của chúng ta. Đây, chúng ta áp dụng tiêu chuẩn Rugadara sẽ là một cái điển tâm đồ mà áp dụng tiêu chuẩn Rugadara là 100% tim nhanh thất luôn. Đấy. Thì rất tiếc là hơi mờ. Nhưng nói thật nhá, chúng tôi làm nhiều năm thấy mà cứ ở V6 đấy, thấy cái dấu hiệu. Đây, như một cái ông ngồi gấp gối ở V6. Thì bắt đầu mình nghĩ tới khả năng là một cái tim nhanh trên thất bị lệch hướng. Và cái dấu hiệu này chưa thấy ai viết ra cả. Nếu tôi đủ khoảng 20 ca là tôi có thể đăng được bài báo đấy, mà mình chỉ mấy ca thôi. Nhưng mà gấp gối, như cái ông ngồi mà gấp cái đầu gối. Thế thì đây là lúc đầu chúng tôi áp dụng vào là chắc chắn tim nhanh thất rồi đấy, không còn cửa nào hết. Nhưng mà nhìn cái dấu hiệu đấy, một vài lần đã từng gặp đấy. Sau đấy gì ạ? Đây là lúc đang làm đốt điện đấy, viện tim mạch Bạch Mai đây, đang ấy thì tự nhiên gì ạ? Thì mình rất chắc chắn rồi đấy, thì tự nhiên là gì ạ? Nó thanh mảnh trở lại ngay đấy. Một cơn nhịp nhanh mà đang giãn rộng rồi tự nhiên nó thanh mảnh lại thì sao? Thì nó là trên thất bị block nhánh, tức là nó là đáng lẽ cái thằng thanh mảnh này sau nó bị block nhánh ngược lại này đó. Thì bây giờ nó block chán rồi, nó lại không block nữa đấy, thì nó thanh mảnh trở lại, thì đây chắc chắn là gì ạ? Thì trên thất rồi mà khúc này là nó bị block nhánh đấy, dấu hiệu gấp gối đây đấy. Đấy, nhìn V5 V6 đấy, rất là gợi ý. Còn áp dụng tiêu chuẩn Rugadara vào thì chắc chắn là tim nhanh thất, nhưng thực tế không phải như vậy. Để chứng tỏ là gì? Chứng tỏ là thôi cứ quy giãn rộng là xử trí như một tim nhanh thất đấy, cho nó an toàn đấy. Nhịp chậm thì có vài nét thôi đúng không ạ? Thực ra nhịp chậm thì nếu các trường hợp nhịp chậm có mạch thì chúng ta cũng diện tìm một xử trí nguyên nhân vân vân như chúng ta đã làm, sau đó cũng diện trả lời câu hỏi có bị rối loạn huyết động hay không. Nếu không thì sao? Nếu không thì chúng ta cứ theo dõi thôi. Nếu mà no, tức là không có rối loạn huyết động, thì monitor and observe rồi tính tiếp. Đấy. Cái đây 2 hôm, 3 hôm tôi ở trong Đà Nẵng trình bày một bài là chống đông ở trong rung nhĩ. Thì các bạn biết là gì rồi. Ở đây hội nghị vệ tinh thì mình cũng nói về thuốc chống đông thế hệ mới. Nhưng mà khi mà hỏi phần thảo luận thì rất là sôi nổi. Như bạn đồng nghiệp hỏi là rung nhĩ trọng, tần số thấp 35-40 chu kỳ phút xử trí thế nào? Đấy. Thì thực ra là nếu rung nhĩ chậm mà vào mà không có một trong năm dấu hiệu này, đấy, không có gì hết, huyết áp thì cũng còn tỉnh táo, không sốc, không thế nào khác, thì sao? Cứ theo dõi sáng hôm sau rồi tính tiếp. Đúng. Sáng hôm sau mà vẫn ổn định thì sao? Thì theo dõi sáng hôm sau nữa, đúng không? Và hôm nữa là thải hết thuốc, thì nó nhanh trở lại thôi. Đấy. Cho nên chúng ta cũng không nên quá aggressive với các trường hợp nhịp chậm. Trong đêm các bạn biết đấy, khi mà nhân lực của phòng cấp cứu nó đã mỏng này, năng lượng nó cạn kiệt đúng không? Nửa đêm về sáng
một ca nhịp chậm vào lại giao cho một tay mới đặt tạm thời nữa thì sao ạ? Còn nguy hiểm với cả cái phẫu thuật tim mở đó, nó thật. Cho nên là thôi, ta cứ làm đúng mà ta tiết kiệm tài nguyên để ta sử dụng cái nhân lực đó cho những cấp cứu khác nó cấp thiết hơn, đó điều quan trọng. Đó. Còn nếu như bệnh nhân có chậm thì sao? Atropine tiêm tĩnh mạch. Trong cái guidelines này chứng tỏ là gì? Bất kể bất chấp cái rối loạn nhịp bản chất là gì, đúng không? Cứ chậm là cứ nã atropine trước, để thuốc tác dụng rất nhanh và hủy cường phế vị. À, xin lỗi là gây cường phế vị, hủy cái thần kinh phế vị. Đó. Cho nên là atropine, nếu atropine không đáp ứng sau một vài phút thôi, nhận định rất nhanh, thì dopamine và adrenaline truyền tĩnh mạch qua bơm tim điện và cân nhắc tạo nhịp ngoài tạm thời. Đấy, ốp ngực bệnh nhân sau đó tạo nhịp cho nó giật tung tung lên cũng được, miễn là có huyết áp cái đã. Sau đó bắt đầu đặt tạo nhịp qua đường tĩnh mạch tiếp sau đó. Đấy, cách tiếp cận là như vậy. Thì tạo nhịp liều lượng thì sao? Atropine liều 0,5 mg tiêm thẳng tĩnh mạch là 2 ống, có thể lặp lại sau 3-5 phút, liều tối đa là 12 ống rồi mà vẫn còn tính cấp thiết phải dùng thuốc hay sao, thì chuyển sang những cái dạng truyền tĩnh mạch này. Dopamine, không phải dopamine nhé, dopamine và adrenaline truyền tĩnh mạch. Liều dopamine lên tới khoảng 10-20 microgram trên phút thì bằng liều khởi đầu của adrenaline. Người ta ước lượng như vậy, quá quãng như vậy, truyền tĩnh mạch qua bơm tim điện để nâng huyết áp lên. Tôi nhớ mãi là lần tôi cũng nội trú như đồng chí, các đồng chí bây giờ đây, nửa đêm có một bệnh nhân block nhĩ thất vào mệt khá nhiều. Lúc ấy thầy Hùng từ cọc một gọi thầy Hùng ra xem, thầy Hùng bảo truyền adrenaline, vẫn truyền nhưng chưa hiểu cái gì hết. Làm sao biết hết mọi thứ đâu. Đấy. Thế sau này thì biết là đó là chỉ định hoàn toàn thích hợp. Truyền lên thì bệnh nhân nâng được nhịp thất lên khoảng 50-55 chu kỳ phút và đủ cho huyết động rồi đã. Và sáng hôm sau lại tính. Vì nói thật, nhưng ngày đó đặt cái máy tạo nhịp tạm thời không hề đơn giản. Không hề đơn giản. Nhân lực thì mỏng, bệnh nhân thì nặng. Máy chụp mạch thì được một cái, nhưng đêm là khóa cửa, chú Bình khóa cửa, bỏ chìa khóa về không ai sờ nó như thế hết, đúng không? Ví dụ như vậy. Một số lưu ý quan trọng, atropine là chỉ định đầu tay cho mọi trường hợp nhịp chậm cần dùng liều cao hơn khi dùng trẻ beta giai đoạn trước đó. Đấy, nếu mà nhịp chậm vào viện mà trên cái đơn thuốc có một viên atenolol, chúng ta biết atenolol rất dễ gây nhịp chậm quá mức, trong khi các thuốc trẻ beta mới lại hạ nhịp sau mạnh mẽ ít quá liều, atenolol nó hay bị. Hoặc là một thuốc trẻ beta khác trong đơn thuốc mà bệnh nhân có nhịp chậm mà cần phải dùng atropine thì phải dùng liều cao hơn thì mới đủ khả năng để chống lại được sự ức chế thần kinh giao cảm. Nhiều khi chúng ta hủy hết phế vị đi nhưng bệnh nhân không có thần kinh giao cảm để tăng nhịp tim thì cũng khó đấy, đúng không? Không dùng atropine cho bệnh nhân đã ghép tim. Đấy. Hiện tại tôi nghĩ là ở Việt Nam lắc đắc khoảng có 10 bệnh nhân ghép tim còn sống. Nếu chúng ta gặp phải những bệnh nhân lỡ mà nhịp chậm vào chúng ta thì đừng có tiêm atropine nhé. Tiêm atropine có thể gây block nhịp thất cấp 3 nghịch thường đấy. Đây là một cái bài, các bài báo gần đây cũng đã viết. Ở nước ngoài thì hàng chục ngàn bệnh nhân ghép tim gặp nhiều, còn chúng ta thì ít hơn, chúng ta cũng biết như vậy cái đó. Tạo nhịp tạm thời tâm thất vẫn là xử trí căn bản. Đó. Máy tạo nhịp tạm thời các bạn chị đã biết. Thực ra một số bạn mới đến thôi, còn các bác sĩ nội trú thì không lạ cái này nữa, đúng không ạ? Chúng ta sẽ dùng cái kim vàng này để thăm dò cái tĩnh mạch dưới đòn, chọc cái thấy máu nó chảy ra, đúng không ạ? Trước khi trải cái toan lên ngực bệnh nhân đấy, là các bác sĩ là phải xem cái gì ạ? Cái giải phẫu người ta thế nào đó, ước lượng cái giải phẫu trước khi phủ toan nó rất quyết định cho cái đường chọc. Để sao mà tại sao chúng tôi chọc cái dưới đòn nó chỉ mất có 10 giây là xong. Phần lớn các trường hợp là cái, xin lỗi, kim này không phải kim mấy, kim vàng nó dài một chút. Phần lớn các trường hợp dùng kim này là đủ để thăm dò vào cái tĩnh mạch dưới đòn. Đấy, mỗi người một vẻ, nhưng các bạn nên nhớ là phải xem cái giải phẫu trước khi trải toan nó thế nào để mà chọc cho nó chính xác. Nếu bệnh nhân quá gầy yếu nằm xuống lồng ngực nó vát ra thì bắt buộc gì ạ? Hạ đốc kim gần như sát ngực bệnh nhân mới vào được cái tĩnh mạch, không chọc tiêu chuẩn là vào màng phổi, đúng không ạ? Kim nhỏ không sao, kim to lại mai lại dẫn lưu khí. Và ngược lại, những bệnh nhân mà to béo cổ ngắn thì khả năng kim nó sẽ, kim này sẽ không vào tới nơi được. Đấy. Nó sẽ cần dài hơn, ví dụ như vậy. Và chúng ta sẽ chọc cái này xong luồn gai quai. Nếu đặt dưới bàn tăng sáng soi không sao, nếu đặt mò thì sao? Có động tác gì các bạn biết không? Làm sao biết được nó không lên cổ? Thông thường, đúng rồi, thông thường thì 80-90% bệnh nhân là nó sẽ tự tìm đường nó xuống, nó thuận theo giải phẫu. Nhưng không thì các bạn cứ đẩy từ từ gai quai. Và nếu đẩy gần hết gai quai này vào, tất nhiên đừng đẩy rõ bên trong nên rút không ra đâu nhé. Đẩy gần hết chỉ còn vài cm bên ngoài, khoảng đủ chúng ta cầm tay khoảng 5-6 cm, mà không bị trở kháng, bệnh nhân không đau tay, có nghĩa là gì? Có nghĩa là xuống dưới. Đẩy hết gai quai vào, khi mà cái kim kim đỏ đã qua mạch, đẩy cái gai quai vào, đẩy hết mà không trở kháng đáng kể
thì coi như chúng ta đi xuống dưới. Còn nếu trở kháng sợ có nghĩa chúng ta lên cổ, sắp lên cổ khoảng vài phần trăm thôi, nhưng chúng ta cũng biết, bởi vì nếu mà đặt tầm từ tại giường mà lên cổ mà không biết thì sao, cả ngày không được ấy. Mà thậm chí nguy hiểm cho bệnh nhân đấy. Sau chúng ta sẽ dùng các kỹ thuật. Cái sông điện cực này thông thường thì sao, khi mà người ta hốc ra chúng ta đấy, là điện cực này là gì, quá công cho một cái điện cực tạm thời. Các bạn phải vuốt thẳng ở chỗ này ra này, chỗ này nó hơi bị cong quá. Đấy, thông thường là nếu chúng ta cứ để nguyên thế này vào là nó sẽ cuộn hết trong nhĩ phải, duỗi thẳng ra một tí. Cái chỗ này vì khi các bác nhà hốc người ta sẽ cuộn lại và sẽ cong như này, các bạn nên nắn thẳng ra một tí thì cái động tác tạm thời nó sẽ nhanh hơn, ít bị may rủi hơn. Nên tôi nói thì chuyện đặt tạm thời cấp cứu tại giường nhé. Còn nếu màn tăng sáng thì đương nhiên là có các bác sĩ người ta hướng dẫn cho các bạn uốn lượn rồi lái chỉnh cho nó thật đẹp thì thôi đấy, và cũng có thời gian. Tuy nhiên là nhất trường hợp mà block cấp 3 nó đã chấp chới vì huyết động đúng không ạ, nó đã alarm stop mà chúng ta làm không lanh không gọn rồi sao, nhiều lúc cái mất huyết áp lâu nó sẽ không vãn hồi được đấy. Thế tại sao cấp cứu mãi không thành công, có những cái thì mà trong trình bày giao ban không ai nhắc đến cả đúng không ạ? Ví dụ như thế, bệnh nhân vừa vào đến bệnh phòng xuất hiện thì ngừng tuần hoàn chúng em cấp cứu luôn đúng không ạ, và cứ không thành công. Nhưng vấn đề cái chữ luôn là thế nào, luôn có nghĩa là vào viện bệnh nhân người ta đẩy từ cấp cứu vào, đâu phải gặp bác sĩ đầu tiên đâu, gặp một cái thư ký y khoa đúng không ạ? Nhiều khi gặp thư hoặc là một điều dưỡng mà hơi gì ạ, hơi thiếu kinh nghiệm, sao cho hỏi là chứng minh thư đâu, thẻ bảo hiểm đâu, soi một lúc xong thì bệnh nhân diện ngừng tim tiến cáng có ai biết đâu đúng không? Khi mà bác sĩ phát hiện ra nhảy vào cấp cứu luôn thì đã ngừng tim đã nhiều phút rồi, đố các bạn cấp cứu được nữa đấy, ví dụ như vậy. Và chúng ta sẽ lái vào thì thứ nhất là diện hơi xoay diện vào, chúng ta phải xoay diện cùng chiều kim đồng hồ. Cùng chiều kim đồng hồ thì sao, cái mũi điện cực này này nó sẽ đi ra trước, đi thẳng vào ba lá đấy. Và bệnh nhân hít sâu một cái, chúng ta đẩy theo cái nhịp hít vào một cái, nó sẽ lọt qua van. Thông thường lọt qua van xong nó hình móc câu đấy, nó sẽ móc lên đường ra thất phải chỗ này trước. Nếu mà chắc chắn thì được, tạm thời có thể giữ nguyên như vậy cũng được. Còn nếu không chắc chắn thì có thể chỉnh tiếp. Nhưng thông thường nếu các bạn đặt mò mà cài vào ngưỡng tốt là được đấy. Còn thông thường thì sao, chúng ta lại phải làm một thì thứ hai, lại xoay ngược chiều cái hồ một lần nữa để lái cái đầu điện cực vào mỏ. Cái này có màn tăng sáng dễ hơn. Còn ca lâm sàng này thì các bạn biết lâu rồi, tôi trình bày biết bao nhiêu lần ca này rồi đúng không? Là một ca mà nhịp nhanh, vào viện thì huyết động còn tương đối ổn định, điện tâm đồ một cơn nhịp nhanh QRS giãn rộng. Đây thực chất là gì ạ? Thực chất là một cái thể nhịp nhanh thất hay gặp ở nam giới trẻ tuổi. Và nó phụ thuộc gì ạ? Phụ thuộc một thuốc gì? Verapamil. Đấy, đây là một cái tim nhanh thất bó nhánh phụ thuộc verapamil. Mà thật tiếc là thuốc đấy chúng ta không có sẵn tại Việt Nam. Cho đây cũng là một cái điểm độ điển hình của những trường hợp tim nhanh thất kháng trị. Đấy. Tôi đã gặp rất nhiều các đồng nghiệp ở các tỉnh đã hội chẩn với những điện tâm đồ dạng này, sốc điện không được, cắt cơn được, truyền thuốc không cắt cơn được, và nhiều trường hợp đã tử vong tại chỗ đấy, không đi đâu hết đấy. Chứ còn những loại nhịp khác, nhanh thức khác là nhiều lại dễ hơn đấy. Nên nhìn, nhưng mà bệnh thoạt nhìn điện đồ này gì ạ? Chả biết tên thất hay không, đây có mấu nhỏ nhỏ, chưa loại trừ tim nhanh nhĩ đâu đấy. Điều thôi, một cơn nhịp nhanh quy đã giãn rộng thì xử trí như tim nhanh quy đã giãn rộng và áp dụng phác đồ vào và adeno truyền thuốc lidocaine và cortisone không cắt được cơn. Bệnh nhân chỉ định sốc điện cắt cơn nhịp nhanh, sốc không có kết quả. Hội chẩn chuyên gia tim mạch, lúc đó nội trú năm 2013, bây giờ chắc không còn ai ngồi đây. Gọi điện cho bác sĩ Trần Song Giang, anh Giang đề xuất là tạo nhịp tạm thời vượt tần số. Tôi nghĩ đây là một quyết định hoàn toàn đúng, cũng không cắt cơn được. Đấy. Và sau khoảng 4 giờ, đấy, xem xét bệnh nhân bắt đầu tụt huyết áp. Đấy. Và gần như xử trí tất cả, thì cũng quyết định là đốt điện. Đúng không ạ? Nên thì chúng ta đốt điện. Đây là tạo nhịp vượt tần số. Một cơn tim nhanh thất đây, hay chúng ta tiến hành những cái vạch xanh xanh này chính là những cái vạch tạo nhịp vượt tần số. Buông tay ra một cái nó về đúng một nhát nhịp xoang, sau đó bật lại cơn nhịp nhanh ngay, có nghĩa là không được, không thành công, vân vân. Và sau chúng tôi đã đốt điện luôn qua van động mạch chủ, van động mạch chủ ở đây đấy, vào thất trái. Đây chính là vùng vách ở đáy của thất trái đấy, thất trái nghiêng 30 độ, đây là thất phải, còn đây là thất trái, đây là vách liên thất, nằm ở vách liên thất giữa mỏm và đáy và hơi thấp thấp, đấy chính là bó nhánh trái sau đấy, đúng cái cơn lúc nãy đấy. Và chúng tôi tiến hành đốt điện thì chỉ cần phóng năng lượng radio ra một cái, 1-2 giây bắt đầu trở về từ chỗ cơn nhịp nhanh, cắt cơn nhịp nhanh một vài ngoại âm thu đúng không ạ, một vài kháng cự cuối cùng, sau đó chuyển về nhịp xoang, cắt cơn thành công.
nếu mà hôm đấy không có cái đốt điện cấp cứu thì bệnh nhân này chắc chắn cũng khá nguy hiểm, cũng chưa hẳn là chết đâu. Bởi vì nhiều trường hợp là tưởng chết đến nơi tự nhiên lại thấy về xoang, cái bác sĩ không biết tại sao về xoang lại sống đấy. Nhưng mà thường lúc đấy là nặng, cứ đau tụt là nặng rồi, đúng không? Mà càng tụt thì vòng xoắn bệnh lý lại càng nhanh, càng rối loạn huyết động, càng rối loạn về nội môi càng nhanh đấy. Và huyết động đã lên ngay 100/55, còn trước khi đốt điện chọc cái động mạch thì chảy le lói, thậm chí tưởng là nhầm một tĩnh mạch, nào thấp quá đấy. Đấy, sau đó huyết động nó cải thiện ngay. Bệnh nhân đấy sau đấy đến bây giờ, hôm trước tôi cũng gọi điện hỏi thăm đấy, thì thấy là không bị lại nữa, có nghĩa là đốt thành công đấy, chính là tiêu chuẩn vàng. Còn nhiều lúc này có thể cắt cơn được, sau tuần sau lại thấy quay lại là cơn tiếp, vì nhiều trường hợp tim nhanh thất cái tiêu chí nó khó hơn là one person white hay là vào lại nút nhĩ thất. Và để kết thúc bài hôm nay, đúng giờ đúng không ạ, tôi có mấy điểm sau đây. Cái này các bạn cũng, phần lớn các bạn đang nghe hôm nay chúng ta cũng nói thêm một chút để chia sẻ kinh nghiệm, tôi cũng không muốn bám sát vào cái sườn bài. Thì nhiều rối loạn nhịp tim có thể dẫn tới rối loạn huyết động và ngừng tim đấy. Nhiều, không phải tất cả. Phần lớn các rối loạn nhịp tim là gì ạ? Lành tính. Phần lớn là lành tính. Nhưng mà giao độ bệnh viện chúng ta gặp thì phần lớn các bệnh nhân vào viện trong cơn nhịp nhanh lại là những bệnh nhân cần phải cấp cứu. Và tính cấp thiết là phải cấp cứu hay không, hay để theo dõi. Mức độ khẩn trương là ưu tiên trước hay sau, đúng không? Khi mà nhiều bệnh nhân cùng phải cấp cứu một lúc thì phụ thuộc vào tình trạng bệnh nhân, trong trường hợp này là huyết động, và mức độ gì ạ? Mức độ nguy cơ trên điện đồ. Tuân thủ phác đồ, xét cho cùng là gì ạ? Cấp cứu đoạn nhịp tim là một cái quy trình khá dễ nhớ và đơn giản. Đấy mà xem, xử trí đến nơi đến chốn loạn nhịp tim thì có thể phức tạp, nhưng trong cấp cứu thì nó lại rất dễ, phác đồ rất rõ. Đấy. Gặp bệnh nhân cứ xài bàn tay ra, nếu là đánh phát sốc, đấy, sau lại truyền thuốc không được thì gọi chuyên gia tham vấn. Đấy. Chứ không phải là quá khó, không nên sáng tạo. Tuân thủ phác đồ, trong trường hợp khó cần tham vấn các chuyên gia tim mạch hoặc chuyển tuyến. Đấy, thế thôi. Nếu bệnh nhân nó ổn định được. Và tôi xin kết thúc ở đây, chúng ta có thể thảo luận vài phút và cảm ơn các bạn.